Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những phút giây trải nghiệm thật tuyệt vời cùng chúng tôi và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức mới nhất, nóng nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Ngay bây giờ đây mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức về tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Lại rộ tin chồng Song Hy Kiêu ngoại tình với nữ diễn viên cô dâu Hà Nội chưa kịp mừng vì Song Joong Ki về nhà nhân dịp ngày 8 tháng 3, fan của cặp đôi Song Song lại được fan thót tim trước tin người thứ ba. Cư dân mạng được fan xôn xao khi liên tục những đồn đoán chuyện ly hôn của cặp đôi đình đám nhất nhì châu Á Song Hee Kyo và Song Joong Ki. Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của cặp đôi Song Song không phải là cô bạn thân của Song Hee Kyo mà chính là Kim Ok Bin, bạn diễn mới đây của Song Joong Ki. Kim Bin và Song Joong Ki vừa có khoảng thời gian làm việc cùng nhau trong dự án phim Asadan Johnny's Let diễn ra vào tháng 5 tới đây. Năm 2005, Kim Bin từng đảm nhận vai diễn Lý Thị Vũ trong phim truyền hình Cô Dâu Hà Nội, dự án phim đặc biệt của đài SBS. Được đánh giá là diễn xuất triển vọng của làng giải trí xứ Hàn, Kim Bin nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Cô từng nhận được đề cử giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh và giải thưởng nghệ thuật Bell Sang. Thành công là vậy nhưng Kim ok không vượt lên thành ngôi sao nổi tiếng bởi đã từng đóng phim 18+. Cộng. Nữ diễn viên tài năng cho biết dù nhận được nhiều lời khen ngợi nhưng những cảnh nóng trong quá khứ đã ảnh hưởng lớn tới cô. Nó như một kiểu ám ảnh tâm lý khiến cô khó vượt qua được. Về chuyện tình cảm, Kim ok đã xác nhận hẹn hò với nam diễn viên Lee Hee-jun sau một thời gian tham gia dự án chung cùng nhau. Được biết cặp đôi xảy ra chuyện phim giả tình thật khi đóng phim Jonah Tread của đài ZTBC. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai đã khép lại trong vánh sau 6 tháng. Từ đó đến nay, cô sống độc thân và ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư. Hiện tại, chưa có bất cứ hình ảnh hay bằng chứng cụ thể nào về mối quan hệ này, nhưng cư dân mạng hiện cũng đã để lại bình luận cho rằng đã từng bắt gặp cặp đôi hẹn hò, thậm chí sống chung, khiến người hâm mộ của cặp đôi song song vô cùng lo lắng. Hàng loạt các chi tiết được fan cho là bằng chứng cho thấy Song Jong Ki đang ngoại tình với Kim Ông Bin. Cặp đôi gặp mặt nhau tại Gangwon, một tỉnh của Hàn Quốc. Song Joong Ki và người tình hẹn hò tại Sokcho, một quận tại Gangwon. Thời gian nghỉ ngơi lúc quay phim cũng là lúc cả hai hoạt động. Song Joong Ki có mua cho mình một căn nhà riêng để sống chung với các cô gái khác. Ở thời điểm hiện tại, cô gái mới là vợ bé. Trong ngày Valentine, cả hai hẹn hò tại nhà hàng bánh ngọt cao cấp. Khi bị phát hiện, họ cự tuyệt việc ký tặng cho các fan. Tháng 5, bộ phim Asadan sẽ lên sóng. Sau đó, Song Joong Ki quay một phim điện ảnh với Kim Tae Ri. Tiếp sau đó lại cùng bồ nhí quay phần 2, phần 3. Trước ngày lễ tinh nhân một ngày, cả hai sau khi quay phim xong đã cùng ngồi xe trở về Seoul khi bốc pin bị bắt gặp trên con đường Itaewon-dong nơi có nhà của Song Jong-ki. Song Jong-ki tới nhà bồ nhí tại Vương Thập Lý. Tên đã được phiên âm lại theo tiếng Trung. Song Hee-kyo hiện sống tại nhà mẹ ở samsung dong Mỗi lần đến Taegu-dang đều có thể thấy quản lý của Song Jong-ki đi cùng nữ hai. Trước đó vài ngày, Quy Quy đưa tin bức ảnh Song Yung Ki xuất hiện vui vẻ với ảnh cưới trên tay. Nguồn tin này cho hay tấm ảnh được chụp trong thời điểm Song Yung Ki ở Brunei, trong khi cùng đoàn làm phim đi thăm các địa điểm dự kiến quay phim và gặp người hâm mộ. Trong thời điểm này, anh vẫn đeo nhẫn cưới. Thế nhưng nhiều cư dân mạng đưa ra bằng chứng cho thấy đó là bức ảnh đã được chụp từ trước đó, chứ không phải ở Brunei mà chụp từ tháng 12 năm 2018. Lần đầu gặp mặt vào năm 2013, bắt đầu yêu nhờ phim giả tình thật. Năm 2015, kết hôn năm 2017, chia tay năm 2019, cặp đôi song song vậy là đã hết duyên với nhau thật rồi. Chấn động nhất làng giải trí châu Á ngày hôm nay đó chính là thông tin Song Jong Ki và Song Hye Kyo chính thức ly hôn. Ai cũng sốc vì đó là cặp đôi song song cả triệu người ngưỡng mộ, là một tình yêu đẹp của hai nhân vật nổi tiếng quyền lực nhất giải trí Hàn Quốc, nhưng mọi chuyện kết thúc quá chóng vánh, chỉ trong một buổi sáng. Ngẫm lại chuyện tình giữa Song Jong-ki và Song Hye kyo từ lúc chúng ta biết họ yêu nhau cho đến lúc kết hôn rồi chia tay, sao mà lại trôi nhanh quá. Từ lúc quen nhau cho đến khi chia tay chỉ trong 6 năm, dù thời gian 6 năm không phải ngắn, nhưng cũng chẳng thể gọi là dài. Nhưng cầu nhận định yêu nhanh, cưới vội, chia tay cũng gấp, đúng đối với Song Jong-ki và Song Hye kyo Lần đầu gặp gỡ năm 2013 theo lời kể lại của nữ ca sĩ Shin Song Joong và Song Hye Kyo gặp gỡ lần đầu tiên khi Song Hye Kyo cùng Jo In Sung đang quay phim cho gió mùa đông năm ấy. Song Joong được bạn thân là Jo In Sung mời đến phim trường chơi và chàng đã gặp nàng lần đầu tiên ở ngoài đời. Nảy sinh tình cảm yêu đương năm 2015. Song Joong và Song Hye Kyo chính thức là biểu tượng của cặp đôi bước ra từ phim giả tình thật khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Cả hai đã gặp và làm việc với nhau trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời ngay khi xong Jong Ki xuất ngũ. Trong thời gian quay phim từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2015 tại Hàn Quốc và Hy Lạp, cả hai cùng nhau vừa làm việc vừa yêu đương trên phim trường. Nghi vấn hẹn hò nổi lên và bất ngờ kết hôn ngay năm 2017. Tương tác và diễn xuất trong phim Hậu Duệ Mặt Trời quá tốt khiến tin đồn hẹn hò của Song Jong Ki và Song Hye Kyo lan truyền chóng mặt trong suốt năm 2016, kể cả sau bộ phim kết thúc, khoảnh khắc bên nhau tại sự kiện hay lễ trao giải, cặp đôi song song, điều khiến ai ai cũng nghi ngờ họ là một cặp dù chưa xác nhận. Rồi sau bao nhiêu lời đồn, Song Joong Ki và Song Hye Kyo chính thức công khai một quan hệ hẹn hò và bất ngờ thông báo về chung một nhà vào tháng 10 năm 2017. Ly hôn năm 2019, chỉ sau đúng một năm 8 tháng nên đôi vợ chồng cặp đôi song song ly hôn và tin tức được đưa ra vào ngày 27 tháng 6 năm 2019. Họ chia tay trong sự bất ngờ đến gây sốc cho tất cả những ai theo dõi và ngưỡng mộ cả hai diễn viên lẫn tình yêu của họ khắp châu Á. Nhưng họ ly hôn là thật, Song Joong Ki đệ đơn ly hôn và Song Hye Kyo đã xác nhận chính thức. Một cuộc hôn nhân đẹp như mơ kết thúc quá trong vánh, giờ chỉ còn hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy video hay thì hãy like, share và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để nhận được những tin tức mới nhất, thú vị nhất bị cập nhật mỗi ngày của quý vị nhé. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.